Vương Vũ Bác một thần đồng thiếu niên. Năm nay Vương Vũ Bác một mình một ngựa phi một hơi như thánh gióng. Qua 6 vòng đấu Vương Vũ Bác đã thắng 5 trận, hòa một trận và chưa thua trận nào. Liệu thần đồng thiếu niên này có giữ được phong độ thêm 3 vòng đấu nữa hay không? Kênh sẽ ưu tiên đăng những trận sắp tới của kỳ thủ này để các bạn theo dõi. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.